Sau khi đạt danh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 thì đây thực sự là một bước chuyển rất là quan trọng đối với cả cá nhân của tôi. Thì trước đấy thì tôi là một cái nhà phát minh những cái sản phẩm giải pháp công nghệ, chủ yếu tập trung vào làm sao để bán được nhiều nhất, thu được nhiều tiền nhất thôi. Nhưng mà từ cái thời điểm mà tôi có được cái sự công nhận là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sau những cái cố gắng phát triển cái ngành kinh doanh khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ của mình, thì tôi cảm thấy là mình có thêm nhiều cái trách nhiệm hơn, đồng thời có nhiều cái cơ hội hơn để triển khai, lan tỏa và cũng như là để tiếp cận được nhiều với cả các cái đối tượng khách hàng, thậm chí là với các cái cơ hội bán hàng, phát triển, tiếp cận nhiều hơn với cả những cái nhóm khách hàng tiềm năng mới cả trong và ngoài nước. Một cái sự thay đổi rất là khác. Trước đây là tôi không thể hiện nhiều bản thân trước báo chí, trước truyền hình, mà chỉ làm sao mà quản trị thật tốt cái doanh nghiệp của mình, làm sao mà để phát triển được càng nhiều các cái dòng dịch vụ sản phẩm giải pháp thì càng tốt, xây dựng được cho mình một cái hình ảnh là một doanh nhân công nghệ nhưng đồng thời cũng là một nhà hoạt động xã hội. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thực ra chỉ có 10 tấm gương một năm thì đây cũng là một việc rất là khó. Thì nếu mà các bạn trẻ có khát khao, có nhiệt huyết, có tinh thần phấn đấu, muốn làm tấm gương, đấy, muốn làm vì cộng đồng thì hãy cố gắng học tập, chăm chỉ, nghiên cứu và hãy hết mình, đấy, vì hết mình ở trong cái lĩnh vực của mình, làm sao mà đạt được cái thành tích tốt nhất thì khi đấy sẽ có nhiều cái cơ hội được công nhận. Và hãy cứ tự tin tham gia các cái chương trình hoạt động xã hội để có thêm các cái thành tích. Thì đối với bản thân em thì cái giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu không chỉ đơn giản là một thành tích, không chỉ đơn giản là một cái danh hiệu, mà cũng là một lời nhắc nhở nữa. Nhắc nhở rằng là với tư cách là một trong những con người, những cá nhân xuất sắc của thanh niên, thiếu niên, thì em phải cố gắng hết mình để không chỉ đóng góp, chỉ nâng cao năng lực của bản thân mà phải đóng góp được cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Thì em có thành lập một cái quỹ nhỏ là quỹ tôm đi học của riêng mình, sử dụng tiền thưởng từ các giải thưởng, từ tham dự các kỳ thi quốc tế châu Á, với mục tiêu là để có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, để giúp em ấy có thể tiếp tục được đi học và có lẽ hy vọng trong tương lai là sẽ đóng góp được không chỉ cho bản thân mà cho gia đình và cho đất nước nữa. Khi mà mình trở thành gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 thì đấy cũng là một trong những cái dấu ngoặt để mà mình biết được rằng là những cái khả năng của mình đến đâu này, hay là những cái công việc của mình nó có giá trị như thế nào đối với xã hội. Bởi vì là khi mà mình thực hiện hay là khi mình tham gia vào thì nó chỉ là cái tính cấp thiết được đề cử giải gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thì mình cũng rất là bất ngờ. Mình mới bắt đầu mình hiểu được rằng là tất cả những cái giá trị của mình như thế nào để mình có thể lan tỏa được nhiều hơn. Trong những năm vừa qua thì mình cũng luôn luôn là cố gắng làm một cái tấm gương và tạo những cái cảm hứng cho các bạn tham gia nhiều những cái công tác về thiện nguyện hơn, và sau đó thì mình có thể sử dụng những cái tri thức của mình để đến tiếp cận với cả những cái nơi ví dụ như là đi khám bệnh từ thiện tại vùng sâu vùng xa.